Xin chào các bạn. Hình ảnh các bạn đang thấy trên màn hình là một dụng cụ để đo hướng gió trong sân bay. Dụng cụ này thì được cắm ở giữa các đường băng 25R và 25L sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Theo như chúng ta quan sát thấy thì gió đang hơi có chiều hướng thay đổi, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, không thổi theo một hướng nhất định. Và nhìn vào cái đuôi của nó thì cũng có thể biết được gió mạnh hay yếu. Cùng thời gian này thì có một chiếc máy bay của hãng Vietjet Air đang chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng 25R sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta để ý thấy cái mũi tên màu đỏ chỉ vào các cái dụng cụ đo gió khác nằm gần đường băng 25R hơn. Và quan sát kỹ thì chúng ta thấy hướng của các cái cột đo gió này gần như trùng với hướng của cột đo gió mà chúng ta quan sát lúc đầu. Như vậy vừa rồi là một pha hạ cánh với gió có thay đổi nhẹ nhưng hướng gió không quá phức tạp. Bây giờ chúng ta hãy quan sát một tình huống khác. Chúng ta có thể quan sát thấy các cái cột đo gió trong sân bay. Và chúng ta có thể quan sát thấy cột đo gió này đã chỉ hướng gió khác so với cái cột mà chúng ta vừa xem. Thêm một cột này thì hướng gió lại khác cột vừa xem nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng hướng gió đã không còn đồng nhất mà thay đổi mỗi góc, mỗi nơi một hướng khác nhau. Điều này có thể là do gió đổi chiều liên tục cộng với địa hình, địa vật phức tạp bên trong và xung quanh sân bay. Điều này sẽ làm cho gió đổi chiều hết sức phức tạp. Chúng ta có thể gọi đó là gió quẩn, gió tạp. Và với những cái tình huống gió như thế này thì việc hạ cánh trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Và trên màn hình chúng ta đang theo dõi là một chiếc máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines. Chiếc A321-200 đang hạ cánh trong tình huống gió phức tạp. Chúng ta hãy cùng quan sát xem điều gì sẽ xảy đến với máy bay nhé. Trước tiên là chúng ta đã thấy máy bay lắc lư, lắc qua lắc lại trong quá trình tiếp cận đường băng. Vâng, và những gì quan sát thấy, các bạn vừa quan sát thấy đã cho thấy sự phức tạp của gió và ảnh hưởng tác động lớn như thế nào tới việc hạ cánh của máy bay. Máy bay đã có một cú hạ cánh khá nguy hiểm và khó khăn, tuy nhiên may mắn là đã hạ cánh thành công. Bây giờ chúng ta hãy quan sát lại và phân tích kỹ hơn tình huống hạ cánh của máy bay. Đầu tiên là sự chòng chành khi máy bay đang ở độ cao lớn, chưa tiếp cận sát mặt đường băng. Điều này chứng tỏ là gió ở trên cao cũng khá lớn và có sự thay đổi bất thường. Thời điểm máy bay tiếp cận đường băng, chúng ta thấy là máy bay đã tiếp cận bằng một bánh bên trái, không thể tiếp cận cùng lúc hai bánh. Sau đó thì máy bay đã nảy lên và chúng ta gọi đây là hiện tượng nhảy cóc, bouncing landing. Trong quá trình nảy lên thì máy bay có hiện tượng xoay ngang sang trái. Sau đó hai càng bánh đáp phía sau không tiếp đất cùng lúc mà càng bánh đáp phía bên phải lại tiếp đất trước. Ngay lúc này thì phi công đã điều khiển máy bay hơi nghiêng sang phải để lấy lại thăng bằng, thẳng hướng với đường băng. Vâng, như vậy chúng ta có thể thấy là kỹ thuật của phi công rất tốt, kỹ thuật lái rất là tuyệt vời. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like, một share, một comment, cái nút đăng ký kênh, cái nút hình quả chuông nữa nha. Xin cảm ơn rất nhiều.